bạn cứ cấm, nó cấm ghi hình mà. Không biết thì bác sẽ ngồi đây, đứng ở đây được này. Kìa nó đang kìa. Đang đâu đó. Thảo công rồi, thảo công thì có nghĩa là công rồi, ok rồi. Trục xuất. Trục xuất hả? Dạ. Thảo công rồi, cũng công tay, cũng công tay thật ra cũng là coi như là hết tội rồi.